Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Do vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi và khu vực Bắc và Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng 35 cho tới 38 độ, có nơi lên đến trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 35 đến 36 độ. Riêng thủ đô Hà Nội hôm nay, nắng nóng vẫn duy trì với nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ. Nhưng từ ngày mai, nắng nóng tại thủ đô sẽ suy giảm dần. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng thì khả năng kéo dài đến ngày 20 đến 21 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng tại các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Bà con cần hết sức lưu ý. Xuôi xuống khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, bắt đầu từ ngày hôm nay, nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc. Cục bộ có một vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.